Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 242 anh em nhé. Lâm Nhi nghe hẳn là cũng hiểu được hồn linh có ảnh hưởng thế nào đến giới hồn sư tương lai. Việc có nặng có nhẹ hay ổn đạo để người làm chủ là được rồi. Tiên Lâm Nhi hừ một tiếng rồi nói: Ngươi không nghe Vũ Hạo nói sao? Cái gì mới là xu thế phát triển tương lai? Hồn linh là tân ký, thế nhưng tương lai có thể hồn hoàn được thay thế không ai lại mà biết được. Cần trải qua vô số thí nghiệm mới chứng thực được. Con đề cho đệ tử nội viện sử dụng hồn đạo khí chỉ vài tháng là có thể tăng cường chiến lược ngay. Vậy cái nào nặng cái nào nhẹ? Ngươi không thể nói như vậy được. Hồn linh chính là tương lai. Ngô Tiểu Chiến sắc mặt nhất thời khó coi. Tôi hay người các ngươi sao cứ gặp là cãi nhau vậy? Huyền Lao nhíu mày. Tạm thời trước hết như vậy. Lâm Nhi, ở phương diện hồn đạo khí, các ngươi nếu như có chuyện gì cần Vũ Hạo trợ giúp thì đi tìm hắn. Hơn nữa không phải còn có Hoa Thế Đầu sao? Theo Phạm Vũ nói, Hoa Thế Đầu ở phương diện hồn đạo khí cũng không thấp hơn Vũ Hạo đâu. Huyền Lão khuyên bảo. Tiết Lâm Nhi và Ngôn Thiểu Chiết mới thôi không đối đầu nữa. Vũ Hạo lại mặt mày u ám. Việc này chính mình là tự làm khó mình rồi. Vừa phải thêm một chuyện để chú ý. Hiện tại thì hắn còn nhiều việc để làm lắm. Huyền Lão người xem, ta đem về đến hai con ám kim khủng trả hùng. Việc đó tính sao? Vũ Hạo hỏi. Nghe vậy Huyền Lão nói, đó chính là tài sản cá nhân của ngươi, không có liên quan tới học viện. Ngươi tự lo đi. Sao? Vũ Hạo trợn mắt há mồm nhìn Huyền Lão. Chuyện gì đây? Ý Huyền Lão chính là học viện không cần hai đứa nhóc kia. Tuy nó chính là ám kim khủng trả hùng đó. Huyền Lão cười cười nhìn hắn rồi nói, sao chứ, có vấn đề gì? Chúng nó là tài sản cá nhân của ngươi, ngươi chăm sóc cho tốt. Ám kim khủng trả hùng chính là một hồn thú tầng 1, nếu có đủ dinh dưỡng, chúng nó lớn màu lắm, nó không chừng về sau chính là trợ giúp lớn cho ngươi. Còn nữa, ta nghe Mị Nhi nói, các ngươi lấy được 3 khối hồn cốt, mấy thứ đó do ngươi và Vương Thu Nhi kiếm được thì cũng là của các ngươi, ăn chia ra sao thì tự tính. Mà này, nói cảm giác của ngươi về Thu Nhi ra sao? Không thể nghi ngờ, Huyền Lão dùng quyền chiếu cố cho hắn, tuy nói lý thì cũng đúng, thế nhưng mà đội đi vào thi đấu, sao mà hắn có thể tự thú hết về mình. Lúc này Huyền Lão chuyển đề tài, tức là không choán tranh cãi. Vũ Hạo cũng không chối từ nữa, hắn suy nghĩ một lát rồi nói, Vương Thu Nhi thực lực rất là mạnh, Vũ Hồn Hoàng Kim Long, ta thấy đúng là cường đại nhất trong số những vũ hồn có sức mạnh. Ta tự tin sức mạnh của mình, Vũ Hồn Song Sinh cũng có ưu thế lớn, có điều 1v1 ta không chắc thắng được nàng. Theo tính cách mà xét, Vương Thu Nhi không tiếp xúc với người ngoài, thế nhưng thực ra ngoài lạnh trong nóng, nếu không có nàng giúp đỡ, lần này có sống trở về cũng nằm liệt giường, thành tựu tương lai của nàng nhất định là không thể đo lường. Huyền Lão nhèo mắt, nói như vậy, nàng tuy vừa gia nhập nội viện thế nhưng người thấy nàng rất là đáng tin. Vũ Hạo gật đầu, Huyền Lão hơi vuốt cằm, ánh mắt tỏ ra tư lự. Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người phải đi. Lâm Nhi, về đề nghị ở đây, ngươi trở về chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ thương lượng ở hội nghị hải thần các quyết định. Vũ Hạo, ngươi đi gọi những người khác trong thất quái xử lý khác đến đây, ta có chuyện nói với các ngươi. Vâng, Vũ Hạo vội vàng cung kính đáp ứng một tiếng. Thất quái xử lý khác bình thường đều ở nội viện, dù tu vi bọn họ không thấp, thế nhưng nội viện đã đào tạo họ thành cường giả, học hành cũng có này nọ, chỉ đến cuối tuần họ mới về đồng môn. Vũ Hạo dễ dàng tìm những người kia. Khi hắn mang tâm trạng thấp thỏm đến phòng của Vương Đông Nhi, cửa phòng lập tức mở ra. Vương Đông Nhi thay bộ đồng phục đỏ ở của nội viện, nhìn qua thêm nóng bỏng, thấy Vũ Hạo thình lình xuất hiện, nàng hoảng hốt mà đánh hắn một quyền. Không phải ngươi đứng ở đây suốt đấy chứ? Vũ Hạo thành thật nói. Đúng vậy, ta không phải bị nàng phạt đứng đây sao? Đang cầu xin nàng tha thứ. Vương Đông Nhi tức giận rồi nói, đừng có sao, ta nghe do Thái viên trưởng gọi ngươi đi, nói dóc cũng kiếm cớ này đáng tin đi chứ. Vũ Hạo cười gian xảo rồi nói, đi thôi, Huyền Lão tìm chúng ta đó, dường như là có việc quan trọng. Ừ. Vương Đông Nhi đáp ứng một tiếng, đóng kỹ cửa phòng, đi theo Vũ Hạo đến tầng 1 của Hải Thần Các. Vừa đi, Vũ Hạo thấp giọng rồi nói, Đông Nhi. Gì? Còn giận không? Giận nhiều không? Rất là giận. Vậy là phải làm sao mới hết giận đây? Hứ, chỉ là tình huống không thích hợp. Dừng bước, Vương Đông Nhi căm tức nhìn ánh mắt nóng rực của hắn, rõ ràng hắn đang nhìn môi của nàng. Ngươi! Vương Đông Nhi hai tay chống nạnh định phát tác, Vũ Hạo vội vàng lướt qua, đi nhanh đi để Huyền Lão đợi sốt ruột. Hắn bước như là bay xuống dưới lầu vậy. Nhìn bộ dáng của hắn, Vương Đông Nhi dư dư nắm đấm rồi đuổi theo, hai tay ngoắt nhéo không ngừng hai cái eo của hắn. Bối bối Hòa Thế Đầu từ Thâm Thạch sang Nam Nam, Tiêu Tiêu cùng với Vũ Hạo và Vương Đông Nhi đều đến đông đủ. Có điều bọn họ chưa đủ tư cách ngồi ở bàn hội nghị Hải Thần Các nên cả đám đứng trước mặt Huyền Lão. Vũ Hạo thân là thành viên hội nghị Hải Thần Các, đương nhiên là có thể ngồi, thế nhưng ở cùng đồng bàn sao lại có thể biệt lập như vậy? Nhìn đám trẻ sức sống mơn mớn, Huyền Lão vui mừng ra mặt. Bọn trẻ lớn nhanh quá, đây chính là trụ cột vững chắc của Học viện Sử Lệ Các tương lai. Được rồi, đều đến đông đủ không tồi, gọi các ngươi đến là có một chuyện quan trọng. Huyền Lão lúc này hớp một ngụm rượu hồ lô, bồi bối cung kính rồi nói, Huyền Lão, ngài cứ nói. Huyền Lão nói,
cách đấu hồn đại tái còn chưa tới 3 tháng, ta tin các ngươi đều đã chuẩn bị tốt. Bôi bơi nói, đúng vậy, ta cũng định báo với ngài, sau khi Vũ Hạo Hòa thi đấu trở về, chúng ta cũng mào luyện nhiều, khi nào ngài rảnh rỗi có thể đến xem năng lực hiện tại của chúng ta. Huy lão cẩn thận quan sát mọi người, ánh mắt đều tỏ ra tự tin với thực lực của mình. Cũng không cần, ta lần này gọi các ngươi đến đây cũng là chuyện về đại tái. Mới đây ta nhận được vài thông báo, đối với học viên thì không tốt cho lắm, thế nhưng với đường môn các ngươi lại là một cơ hội. Đấu hồn đại tái tiếp theo được tổ chức ở đế quốc Nhật Nguyệt, đó chính là địa bàn của đối thủ cự phách nhất của chúng ta, các ngươi sẽ gặp áp lực rất lớn. 4 đế quốc trên đại lục thảo luận bàn bạc có một chút thay đổi thể chế tham dự, cũng đã được đông đảo học viện và tông môn trên đại lục tán thành. Thay đổi thể chế thi đấu, bộ bộ ánh mắt rùng rỉnh, vốn là đệ nhất học viện dĩ nhiên là đấu hồn đại tái thay đổi thể chế thi đấu, là còn nhắm vào học viện sở lệ khác, khó trách Huyền lão nói không tốt cho học viện. Huyền lão nói, đúng vậy, thay đổi thể chế thi đấu, đầu tiên bọn họ thay đổi chính là tư cách dự thi, tuổi hạn chế của thí sinh không đổi, vẫn phải dưới 20 tuổi, thế nhưng bọn họ phải mở rộng phạm vi ra tất cả tông môn. Nói một cách khác, đấu hồn đại tái đã mở rộng ra toàn bộ hồn sư thanh niên đại lục, nếu việc này thông qua có lẽ số lượng đội ngũ tham gia phải tăng ít nhất là gấp đôi. Cho tông môn đại tái tham gia sao? Việc này nhằm mục đích gì? Tất quái xử lý khác đều tỏ ra kinh ngạc, không hiểu mục đích của học viện Nhật Nguyệt là sao. Vũ Hạo hỏi, Huyền lão nói, thể chế lúc này thi đấu mới là có lớn không? Huyền lão không do dự nói, rất lớn, thể chế thi đấu mới xuất hiện. Đầu tiên phải nói tới các tông môn trên đại lục, nhất là các tông môn có thực lực rất là ủng hộ. Dĩ nhiên đó là cơ hội vàng quảng cáo truyền bá sức mạnh tông môn của mình. Ví dụ như là bản thể tông, bọn nó không lẽ không đủ tự tin giành được chức quán quân sao? Nguyên lão nói như thế, tất cả mọi người trầm tư. Không có sự tham dự của các tông phái thì họ đã cầm chắc giải quán quân. Chính như lời của Huyền lão, nếu bản thể tông cũng tham gia đại tái thì sẽ có phiền toái rất lớn. Chuyện đã đến cả 100.000 tông môn khác, có thực lực không chỉ mỗi một bản thể tông. Trong lòng của Vũ Hạo còn có một Hạo Thiên Tông không kém bản thể tông nữa. Bối bối nói, Huyền lão như vậy lên tham dự này chúng ta gặp khó khăn lớn. Ngài triệu tập chúng ta là muốn giúp chúng ta tăng cường tu luyện sao? Huyền lão khoát tay, dù cho quy chế đại tái có thay đổi, ta cũng rất tin tưởng các con. Đại tái lần trước bất lợi như thế mà các con vẫn giành được quán quân. Sau 5 năm các con lại có khác biệt cực lớn. Mấy tông môn kia tham gia thì sao chứ? Các con có phiền toái một chút, thế nhưng ta vẫn tin quán quân sẽ không thoát khỏi tay của chúng ta. Nhưng các con có nghĩ quy chế đại tái thay đổi đối với học viện chúng ta thì không tốt, nhưng với riêng các con thì chẳng phải là quá tốt hay sao? Cả 7 đứa chẳng phải đều thuộc về một tông môn thôi sao? Nghe vậy mọi người giật mình, mọi người nhận danh hiệu rất quái xử lý các trọn đời, do đó trong đầu luôn mang tâm tưởng là thành viên của học viện xử lý các tham dự đại tái, chắc chắn sẽ là chủ lực. Thế nhưng có vẻ như theo lời nói của Huyền lão thì không phải như vậy. Tư Tâm Thạch sửng sốt, Huyền lão, ý của lão chính là cho phép chúng ta đại diện đường môn. Huyền lão khẽ mỉm cười, không phải là cho phép mà phải nói các con có bằng lòng hay không. 7 người trợn mắt nhìn nhau. Huyền lão nói, 7 đứa lấy danh nghĩa là đường môn tham dự, vậy thì học viện cũng sẽ phái ra một đội ngũ khác. Trên thực tế danh hiệu thất quái xử lý khác của các con vẫn không thay đổi. Nói một cách khác, dù rằng mang danh nghĩa đường môn, thế nhưng ai sáng suốt đều biết rõ xuất thân của các con từ học viện xử lý khác. Mà như vậy thì không giống như xử lý khác chúng ta được đem 2 chi đội đến đại tái, chắc ăn hơn gấp đôi. Bồi bồi lưỡng lự, thế nhưng nếu chúng con giành lại quán quân, vậy thì vinh quang bao năm nay của học viện. Huyền lão thản nhiên, Mục lão đã từng nói vinh quang không thể nào trở thành ràng buộc, vì tương lai phát triển của học viện, cũng vì tương lai của các con, chỉ có một chút hy vọng là có thể. Chẳng lẽ các con giành được quán quân thì xử lý các chúng ta không còn là học viện đệ nhất đại lục sao? Nói tới đây ánh mắt của lão đầy kiêu hãnh. Bối bối suy tư một lát sẽ nói, nếu như chúng ta đại diện đường môn xuất chiến cũng phải đối mặt vài vấn đề. Ví dụ như đội viên dự bị chúng ta không thể tìm ra được. Nói lại bên phía học viện còn có thể phái ra một đội ngũ thích hợp khác để tham gia không? Huyền lão cười rồi nói, ngươi coi thường học viện quá đó. Chuyện này ta vốn đang do dự, thế nhưng không lẽ Vũ Hạo không nói cho các người biết học viện vừa mới thu nhận một đại thiên tài sao? Vũ Hạo gần như là lập tức thốt lên, Vương Thu Nhi. Huyền lão gật đầu, không sai, nếu như các ngươi đại diện đường môn xuất chiến, vậy thì Vương Thủ Nhi sẽ được phong làm đội trưởng của học viện Slay Khắc. Học viên ưu tú dưới 20 tuổi thì học viện nào có thiếu, so ra thì kém các ngươi, thế nhưng không phải là quá tệ đâu. Ta cho các ngươi vài ngày suy nghĩ, 3 ngày sau cho ta câu trả lời cuối cùng. Vâng, bối bối lập tức đáp ứng. Thái độ của hắn cho thấy đại sư huynh đường môn lúc này tâm tình cũng đang mất bình tĩnh, cứ như là sóng gió đang nổi dậy trong lồng ngực vậy. Cú chào Huyền lão, mọi người trở về ngay phòng ký túc xá của bối bối và Tư Tâm Thạch. Tư Tâm Thạch nói, bàn chút đi, chúng ta làm gì đây? Đại diện xử lý khác hay là đường môn? Hoa Thế Đầu nói,
Ta thấy không có gì khác nhau cả. Huyền lão nói đúng, dù chúng ta đại diện cho bên nào thì mọi người ai cũng biết chúng ta là sử lấy khác. Chúng ta là đại diện đồng môn thì đồng nghĩa sử lấy khác được gửi hai chi đội tham gia đại tái, đâu phải chuyện gì xấu. Giang Nam Nam khẽ nhíu mày, ta chỉ lo nếu chúng ta đại diện đường môn xuất chiến, sợ rằng chi đội đại diện học viện sử lấy khác khó mà giành được quán quân. Cho dù bại chúng ta hay là đội ngũ khác thì cũng có nghĩa là vinh quang đại tái vạn năm qua sẽ phải kết thúc. Mất đi như vậy ta thấy không cam lòng. Huyền lão nói rất là bình thường, thế nhưng vinh quang này e rằng ảnh hưởng rất lớn tới học viện sử lấy khác chúng ta. Tiêu Tiêu không nói gì, thường khi mà bàn luận những chuyện này cô bé ít khi mở miệng. Bối bối nhìn sang Vũ Hạo và Vương Đông, các ngươi thì sao? Vũ Hạo hơi trầm ngâm, ta cho rằng chúng ta nên đại diện đường môn xuất chiến. Tư tư mà nói, vì tiểu nhã lão sư ta nhất định phải dốc toàn lực đưa đường môn chúng ta phát dương quang đại. Công tâm mà nói, đường môn không thể nào phụ thuộc mãi vào học viện, chúng ta nhất định phải tạo lập danh vọng riêng của môn phái, đánh dấu những mốc son của đường môn cho thiên hạ nhìn vào. Về phần vinh quang của học viện, ta cho rằng chúng ta đại diện đường môn xuất chiến cũng không ảnh hưởng. Không ảnh hưởng? Bố bối nghi hoặc nhìn hắn. Vũ Hào thì thầm một câu, ánh mắt mọi người đều liền thay đổi. Cái này quá là vô sỉ không đó, ban tổ chức đại tái cho phép sao? Vương Đông Nhi nói ngay, ánh mắt nhìn đối với Vũ Hạo cũng khá là quái dị. Vũ Hạo nghi ngờ hỏi, sao lại vô sỉ? Chúng ta chẳng qua là công bố thân phận của mình mà thôi, dù quy chế đại tái có thay đổi ra sao thì mặt này hẳn không phải có quy định đặc biệt nào chứ. Bối bối và Từ Tâm Thạch liếc nhìn nhau, bối bối tỏ ra thư thái, Từ Tâm Thạch thì vỗ tay. Lục sư đệ khó lường khó lường, không ngờ người được đại sư huynh chân truyền bị ổi cũng rất là đáng gờm. Bối bối nổi cáo tùng cước, người cút ta sao mà bị ổi? Từ Tâm Thành tránh được một cước quát lại, người dám đá ta có chừng lúc ra đấu ta không thèm đánh đó nha. Bối bối hầm hừ, ta sẽ cho Nam Nam ra trận đấu với đối thủ khó nhằn nhất. Ngươi! Từ Tâm Thành trợn mắt tức giận, tỏ ra cực kỳ là lên án. Bối bối chẳng thèm quan tâm, ta thấy biện pháp của tiểu sư đệ rất là tốt, đã như vậy vấn đề lớn nhất chính là ổn thỏa. Ta chấp nhận đại diện đường môn tham chiến. Trong đội ngũ này rõ ràng có tính quyết định nhất chính là Bối Bối, Từ Tâm Thạch và Vũ Hạo. Từ Tâm Thạch không phản đối sao cũng được, Vũ Hạo và Bối Bối thì ủng hộ kế hoạch. Dĩ nhiên kết quả chỉ có một. Bối Bối trịnh trọng nói, như vậy đại tái lần này chúng ta vì vinh quang của đường môn mà chiến. Nói xong hắn đưa tay phải của mình ra, mọi người đều đặt tay phải chồng lên thể hiện khí chất rõ ràng. Vũ Hạo đi nào, chúng ta đến nói chuyện với Huyền lão để học viên sớm chuẩn bị tốt. Bối Bối ngoắc Vũ Hạo, hai huynh đệ rời khỏi ký túc xá. Vừa ra khỏi cửa, Bối Bối khoác vai Vũ Hạo rồi nói, đa tạ, hắn biết rõ không có Vũ Hạo ủng hộ, với danh hiệu thất quái xử lý khác mọi người ắt sẽ rất là lưỡng lự. Trong 7 người, Bối Bối là người hy vọng nhiều nhất có thể đại diện đường môn xuất chiến, không vì cái gì khác, chỉ vì tiểu nhã. Đường nhà đã mất tích gần 5 năm, một chút tin tức cũng không có, nàng còn sống hay không? 5 năm nay Bối Bối dù không nói ra, thế nhưng nội tâm chịu bao nhiêu đau khổ chỉ mình hắn biết. Lúc này hắn chỉ muốn vì tiểu nhã làm vài chuyện, mỗi ngày cầu nguyện nàng còn sống quay về. Không thể nghi ngờ, phương pháp tốt nhất để tìm kiếm đường nhã chính là nhân dịp đại tái hồ sơ đại lục thay đổi quy tắc. Nếu đường môn có thể giành được quán quân, đường nhã hay tin công trường nàng sẽ lập tức quay trở về. Cho dù vẫn không tìm thấy nàng thì trong lòng của Bối Bối vẫn nhẹ nhõm hơn một chút vì lời hứa của đường nhã được hoàn thành một chút. Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, đại sư huynh, ban đầu nếu như không có huynh và tiểu nhã lão sư, đây có thể đã chết ở tình đấu đại xâm lâm. Hai người có ơn tái tạo Vũ Hạo, đường môn lại còn cho ta gia nhập học viện xử lý khác. Đây là học viện xử lý khác, thế nhưng cũng là một thành viên của đường môn. Nếu không làm tổn hại vinh quang của học viện, đệ dĩ nhiên bằng lòng chiến vì vinh quang của đường môn, còn chiến vì tiểu nhã lão sư. Đợi đến khi chúng ta vô địch, tiểu nhã lão sư nhất định sẽ biết, cô ấy nhất định sẽ trở lại. Bơ bối cũng quả quyết. Đúng vậy, tiểu nhã nhất định sẽ trở lại, huynh sẽ đợi nàng cả đời. Huyền lão ngồi chờ cả hai đến báo lại quyết định của nhóm, ra vẻ như là vốn đã biết từ trước, chỉ dặn bọn họ chuẩn bị tốt, đợi đến khi quy chế đại tái được công bố khẳng định, sẽ báo cáo lại phương thức đăng ký. Tư Hải thần các bước đi, Bối Bối sực nhớ lại cái gì đó, quay sang Vũ Hạo, đúng rồi tiểu sư đệ, vài ngày trước có mấy người tới tìm đệ, họ đến trực tiếp học viện, thế nhưng vì đệ không có ở đấy, nên học viện không tiện tiếp đãi bọn họ, nên nhờ huynh sắp xếp cho họ đến ở đường môn trước, nếu không có việc gì gấp gáp, đệ đến xem họ thử. Mấy người kia hình như là đến từ đế quốc Nhật Nguyệt, Nana cũng biết bọn họ. Nghe Bối Bối nói, Vũ Hạo mừng rỡ, tin này tuyệt đối là tin tốt, hắn lập tức đoán ra những người đó là ai. Đại sư huynh, tới tìm đệ có phải là một vị lão sư tên là Hiên Tử Vân? Vũ Hạo tỏ ra kích động. Bối Bối suy nghĩ, hình như có, lúc đó ta còn việc khác nên cũng không nói chuyện nhiều với bọn họ. Vũ Hạo mừng rỡ, nếu là Hiên lão sư thì quá tốt rồi. Đại sư huynh, Hiên lão sư chính là hồn đạo sư cấp 8, còn là chủ tịch nghiên cứu viên của Minh Đức Đường. Nếu ông ấy chịu gia nhập đường môn thì tiếng tăm hồn đạo khí đường môn không lâu nữa sẽ là vang dội đại lục. Hả, chuyện gì xảy ra vậy?
Bố bối lập tức giật mình tỏ ra hứng thú. Vợ đem sự tình đánh cược của mình và Hiên Tử Vân kể ra. Nghe nói bố bối vui mừng vô cùng. Một người như Hiên Tử Vân có đốt đèn soi cũng tìm không ra. Vợ dẫn dụ được một tài năng vượt bậc như thế đến đây, đúng là chắp cánh cho đường môn.